Cô chào các em. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các em trong bài học chơi với chấm. Ở tiết 1, cô đã hướng dẫn các em cách tạo chấm và cách sử dụng chấm để tạo ra nét và hình. Sang tiết 2 này, cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng chấm để tạo các sản phẩm mỹ thuật theo ý thích nhé. Trong tiết học này, em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng như màu vẽ, bút chì, tẩy, hồ dán, kéo, giấy màu, đất nặn và một vài vật liệu tìm được như sỏi, cúc áo cũ để chúng ta có thể làm bài thực hành được tốt nhé. Các em thân mến, mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhằm giúp các em nhận biết chấm xuất hiện trong cuộc sống và trong sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật. Tạo được chấm bằng một số cách khác nhau, biết vận dụng chấm để tạo sản phẩm theo ý thích. Sau bài học, em biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Trước khi vào bài, cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức bài cũ một chút nhé. Các em thấy đấy, chấm có ở khắp mọi nơi, trong thiên nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mỹ thuật. Bây giờ, em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi, có những cách nào để tạo ra chấm? Chắc các em vẫn còn nhớ, có nhiều cách để tạo ra chấm. Có thể tạo chấm từ giấy, bút màu, ngón tay có màu, đất nặn và các vật liệu, công cụ có sẵn đấy. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, quan sát, nhận biết để các em thấy được sự phong phú của những sản phẩm mỹ thuật được tạo ra từ chấm nhé. Giới thiệu với các em, đây là một số sản phẩm mỹ thuật được tạo hình từ chấm. Các em hãy quan sát thật kỹ để trả lời các câu hỏi sau. Em thấy có những hình gì? Các chấm ở trong tranh được tạo ra bằng cách nào? Chấm được làm từ các chất liệu gì vậy? Em hãy dừng video, quan sát thật kỹ và suy nghĩ để trả lời những câu hỏi trên nhé. Chắc các em đã thấy trong các bức tranh trên có rất nhiều hình như hình lọ hoa, hình người, hình một chùm bóng bay, hình một con cá, hình cái cây. Và điều đặc biệt là tất cả các hình trên đều được tạo ra từ chấm và bằng nhiều cách khác nhau đấy các em ạ. Đây là một chú cá được tạo ra từ các chấm bằng màu sắc. Còn đây là một chú ốc sên được tạo ra từ chấm màu dạ. Em cũng có thể dùng tăm bông để tạo ra các hình khác nhau bằng màu nước, hoặc dùng đất nặn để tạo ra những chấm tròn. Ở trên hình, bạn sử dụng đất nặn để tạo hình tròn như tuyết và những tán cây đấy các em ạ. Và giấy màu cũng là một công cụ tuyệt vời để tạo chấm. Em có thể cắt giấy, vò giấy hoặc cuốn giấy để tạo ra những chấm màu to nhỏ khác nhau đấy. Hình con cua, hình cây, hình người, hình lọ hoa đều được làm từ chấm, nhưng cách sử dụng giấy khác nhau thì tạo chấm khác nhau đấy. Em cũng có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác như cái cây làm từ cúc áo cũ, lọ hoa làm từ nắp chai, chấm trên tấm thiệp làm từ vải len, sỏi và các loại hạt cũng có thể sử dụng để tạo chấm trên sản phẩm đấy. Ở hoạt động 1 này, em hãy ghi nhớ có nhiều cách để tạo chấm và có thể dùng chấm để tạo sản phẩm mỹ thuật theo ý thích đấy. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2 để tìm hiểu cách thực hiện một sản phẩm mỹ thuật bằng chấm nào. Mời các em xem video cách tạo hình một con bọ rùa từ tăm bông và màu nước nhé. Để tạo hình một con bọ rùa từ chấm, đầu tiên cô dùng bút chì và vẽ phác hình một con bọ rùa đậu trên một chiếc lá. Khi vẽ phác hình, em nên vẽ hình con bọ rùa to, rõ và nằm ở giữa phần giấy nhé. Sau đó, em dùng tăm bông chấm vào màu nước màu đen và chấm theo các nét đã vẽ. Các em thấy đấy, có thể sử dụng chấm để tạo ra các loại nét đúng không nào?
khi sử dụng chấm màu đen để tạo nét xong, em có thể dùng chấm các màu để tạo hình nữa nhé. Trong bức tranh này, cô sử dụng màu đen để tạo hình tròn trên thân của con bọ rùa đấy. Sau đó, cô chấm màu cam để tạo cho con bọ rùa có một màu cam thật là rực rỡ. Cô dùng màu xanh lá cây để chấm và tạo hình chiếc lá. Khi chấm tạo hình chiếc lá, em hãy chấm cẩn thận, tránh để màu của chiếc lá lẫn vào màu của con bọ cánh cam nhé. Còn nền của bức tranh này, cô sử dụng chấm màu xanh lam đấy. Vì mảng nền to và rộng nên cô sử dụng một lúc 3 cái tăm bông liền đấy. Các em nhớ nhé, khi chấm tạo nét, em chỉ sử dụng một chiếc tăm bông. Còn với những mảng hình to, em có thể thêm 1, 2, 3 hoặc nhiều chiếc tăm bông để chấm cho nhanh nhé. Tùy vào mảng hình cần chấm là to hay nhỏ mà em hãy sử dụng tăm bông sao cho hợp lý. Khi đã chấm kín hình, em hãy xem lại, xem chỗ chấm nào còn thưa thì em có thể chấm thêm màu để bức tranh thêm rực rỡ hơn nhé. Như vậy, chỉ bằng những chiếc tăm bông và màu nước là cô đã tạo ra một sản phẩm mỹ thuật là một con bọ rùa thật là rực rỡ phải không các em? Tạo hình sản phẩm mỹ thuật bằng chấm thật là dễ phải không nào? Khi sử dụng các chất liệu khác như giấy màu, đất nặn hay sỏi đá, các em hãy nhớ dùng chấm để tạo nét trước, sau đó dùng chấm các màu để tạo hình sau nhé. Và bây giờ, cô mời các em tham khảo thêm một số sản phẩm mỹ thuật được tạo hình từ chấm nào. Vừa xem, các em vừa tìm hiểu xem đó là những hình gì, những chấm trên hình được tạo ra bằng cách nào và chấm đó được làm bằng chất liệu gì nhé. Khi nghe cô hướng dẫn thì em đã rất tự tin để làm bài thực hành rồi phải không? Cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3 để chúng ta cùng làm bài thực hành nào. Yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy dùng chấm để tạo một sản phẩm mỹ thuật theo ý thích. Trước khi làm bài, em hãy suy nghĩ để trả lời những câu hỏi sau. Em sẽ tạo sản phẩm có hình gì? Em sẽ tạo chấm bằng cách nào? Và em tạo chấm bằng chất liệu gì vậy? Cô chúc các em tạo ra một sản phẩm đẹp và có một trải nghiệm thú vị cùng chấm nhé! Sau khi làm xong bài thực hành, em hãy chia sẻ cảm nhận của mình cho người thân trong gia đình cùng nghe, xem em đã tạo chấm bằng cách nào và em đã tạo được nét hoặc hình ảnh gì từ chấm nhé! Các em thân mến, trong bài học này, các em đã thấy chấm có ở khắp mọi nơi, ở xung quanh, ở thiên nhiên, trong cuộc sống hay trong tranh vẽ của các bạn học sinh hay họa sĩ. Chấm có mặt rất nhiều trong các tác phẩm và sản phẩm mỹ thuật đấy. Có nhiều cách để tạo ra chấm, có thể tạo chấm từ giấy, bút màu, ngón tay có màu, đất nặn và các vật liệu, công cụ có sẵn. Em có thể sử dụng chấm để tạo các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật hoặc trang trí làm đẹp cho các đồ dùng, đồ vật theo ý thích đấy. Các em nhớ nhé, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho người thân trong gia đình cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp ảnh sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét và xem trước nội dung của bài học sau để chuẩn bị đồ dùng học tập thật tốt. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Học Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.